Hello các bạn, đây là bộ của anh khách mới 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 đặt nha. Thì sáng giờ cũng đi hai bộ. Ở đây các bạn thấy mình sẽ đấu coi cái bo này nè. Khách nào cần thì mình làm cái thêm cái bo này nha, là thêm 40k. Hiện tại thì làm thêm bo này cộng với mình phải hạ nó xuống cái áp thấp, cái tốc thấp nha. Con này bữa có khách nào hỏi chạy quạt được bao nhiêu tua thì mình báo các bạn là không biết bao nhiêu tua, nhưng mà cơ bản hiện tại á mình đang chỉnh nó về cái tốc thấp nhất nha. Chị xám với dây đen đấu lại với nhau, tốc thấp nhất con này là 3 tốc độ các bạn. Tốc thấp nhất là các bạn lấy dây dây xám đấu với đen nha, xám đấu đen nha các bạn, còn xám đấu với xanh thì là tốc cao 3 tốc độ, còn để bình thường không đấu gì thì là nó ở trung bình nha, nó ở trung bình nó thì gọi là 3 tốc độ, chơi 3 tốc độ nha. Tiếng Trung nè, san sô cừ, tiếng Nhật, còn tiếng Trung là chắc là vậy luôn á. Ok, thanh chảo đây nha, ba dây này. Đây mình cho các bạn coi là tốc thấp nhất nó là như thế nào nha. Hiện tại nè, test ở đây trước cho các bạn nha. Cái này chú ý đỏ là đỏ, đen là đen nha. Đỏ là dương, đen là âm. Tốc thấp nhất ha. Khi mình bỏ cái dây này ra thì tốc nó cao hơn xíu nha. Đó, thấp nhất các bạn ha. Chỉnh lên nè, chỉnh lên thì lên nha. Ồ, để mình test con này được bao nhiêu tua nha. Khá là ngon nha, tốc thấp nhất rồi các bạn. Rồi, tốc thấp nhất là nó là cỡ nào. Đây, cho các bạn coi. Tốc thấp nhất là cỡ này nha, không chỉnh gì cả luôn, mát cả một vùng luôn. Thôi, chỉ làm một cái này các bạn, là ở bên đây cũng mát luôn nè. Đây khỏi làm cái thôi mát dữ dội thì đứng đây hàng là tha hồ hàng luôn, khỏi cần sợ khối gì chứ. Mình chạy cái adapter nhỏ nhỏ, con này cũng nhẹ điện nha các bạn, adapter 4A và nó dư tải luôn á. Đang để tốc thấp nhất nha, tốc thấp nhất, tốc thấp nhất luôn, quá siêu khủng. Ok, khách nào cần thì lấy nha. Đó, mình cứ ráp vậy mình giao thôi, về đây các bạn là cấp điện là xài thôi.